tục xếp thứ hai các bạn. Quầy đập bóng này và đập bóng ra ngoài của Dương Thanh. Xin chào các bạn, mình là Mai Công Chiên. Đây hiện tại là trận 4-4 giữa hai team. Bên này là team của Sẻ Bãi Biển đại diện cho đội chủ nhà. Dương Thanh 2-3, 2-1 chứ các bạn. Bên này là Dương Thanh, Tấn Lộc, toàn men Sẻ Bãi Biển các bạn. Bên kia là team của Tài Súng Dũng Lai Học. Rất khó chịu của Tài Súng. Đến tôi thấy hiện 2-1. Bắt bóng ra ngoài. Bắt bóng ngoài. Điểm cho chủ nhà 2-2. Đập bóng ra ngoài của Dũng Lai. Điểm cho chủ nhà 3-2. Điểm 3-2. Bác bóng không có lưới. Điểm 3-3. Bác bóng ăn điểm trực tiếp của Tài Súng. Điểm 4-3. Chừng dậy ghế anh em ơi. Phát bóng ra ngoài của Tài. Phát bóng ngoài. Điểm 4-0. Điểm cho chủ nhà 5-4. Giảm tay ra ngoài. 6-4. Em số 7 chứ cũng tầm mấy tấm máy không bà. Bỏ bóng tốt của Dũng Lai. Đến Lâm Phú Hiền 5-6. Điểm 5-6. Điểm 6-0. Trọng tài biên nó đi lẹ lẹ dùng cái như ba người mất đẻ sao bóng ngoài luôn. Điểm cho Phú Hiền 7-6. Điểm cho chủ nhà 8-7. Điểm cho đội Hữu Hiền 8-0.
phát bóng ra ngoài, phát bóng ngoài điểm các chủ nhà 9-8. Điểm trái lỗi chủ nhà 18. Dũng Lai rồi chắn bóng rất tốt của bạn. Điểm chủ nhà 11-8. Lỗi kỹ thuật của 91 em số 7 bên này nha các bạn. Điểm tới nhà 12-9. Team chủ nhà, team của chạy bãi biển Nhật Bình. Chạm thì trắng ra ngoài. 13-10. Quay xử lý bóng rất khéo của Dũng Lai các bạn ơi. Điểm 11-13 cho đội Phú Hiền. Chủ nhà 14-11. Rồi câu lạc bộ thứ hai chuẩn bị xịt nước. Điểm cho đội Phú Hiền 12-14. Xin mời tổ đội viên mình tập trung tiếng dưới đi, tiếng ngọt nè rồi. Chắn bóng tốt, chắn bóng tốt. Điểm cho đội Phú Hiền 13-14. Ở đây mình chủ nhà cố gắng lên, điểm cuối rồi, tập trung vô.
Rồi cơ hội với Dũng đây. Quay. Điểm 15 14 như ở nhà. Ở chủ nhà đội em câu lạc bộ. Câu lạc bộ Mỹ Hưng xịt nước đi. Đó Mỹ Hưng xịt nước đi.